thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Công an Điện Biên liên tục triệt phá hai vụ án mua bán trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng, thu 4 bánh heroin, hơn 100 viên ma túy tổng hợp và một khẩu súng kíp. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12, tại khu vực bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, Công an xã Búng Lao chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng Lò Văn Tiến, sinh năm 1990, trú tại bản Nong Phai, xã Phúc Sơn, thị xã Nghiễn Lộ, tỉnh Yên Bái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin, khối lượng khoảng 1,4 kg cùng nhiều giấy tờ có liên quan. Trước đó, ngày 15 tháng 12, công an huyện Điện Biên Đông đã triệt xóa một điểm bán lẻ ma túy gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn, bắt quả tang đối tượng Thào Thị Ý, sinh năm 1970 Chú tại bản Phì Xua, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông đang bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện. Thu giữ 137 viên ma túy tổng hợp và một khẩu súng kíp. Đấu tranh với đối tượng, công an huyện Điện Biên Đông tiếp tục tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng Trồng Dế, sinh năm 1968, chú cùng bản với đối tượng ý Hiện lực lượng công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án.